Rồi, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tới bạn cái cách để chúng ta có thể sửa gần như toàn bộ mọi lỗi trên máy tính khi mà chúng ta cài game phần mềm hay là chơi một cái tựa game gì đó mà nó bị lỗi. Giả sử như là nó lỗi như thế này hoặc là các cái dòng lỗi khác nhau. Để mà chúng ta có thể sửa được cái đầu tiên thì các bạn cần phải lên Google, các bạn tải cho mình cái bộ công cụ sửa lỗi game phần mềm. Các bạn sẽ điền là sửa lỗi. Chúng ta có nhu cầu sửa lỗi game phần mềm, các bạn có thể liên hệ với bên mình bên sửa lỗi game phần mềm với giá cả hợp lý nhé. Xin trả lại các bạn cho các clip sau.